Thank you.
cậu cháu à? Uống nước chờ đi. Cậu cậu cháu cho để cửa. Uống nước đi không? Vâng. Nó bớt lại mà. Bớt lại bán đâu vào không nữa, mình múc cái nước đó ra không phải đổ thêm mà. Đúng rồi mà. Mời uống nước đi ạ. Vâng, cảm ơn cháu nhé.
Cái gì á? Bưởi á? Bưởi gì? Nó này.